Thưa quý vị, hôm nay 13 tháng 5, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 31, cũng là ngày thể thao Việt Nam hứa hẹn giành nhiều huy chương vàng khi các môn thể thao mũi nhọn bước vào tranh tài. Vào lúc 9 giờ sáng nay tại nhà thi đấu quận Cầu Giấy, đội tuyển USU Việt Nam dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ nhà đã mang về những tấm huy chương vàng đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam. Đội tuyển USU Việt Nam đã thi đấu vô cùng xuất sắc để thâu tóm nhiều tấm huy chương ở nội dung thao lưu. Trong số này, vận động viên Phạm Quốc Khánh với 9,70 điểm đạt thành tích tốt nhất với bài thi nam đao giành huy chương vàng. Văn Hữu giành huy chương đồng cũng ở nội dung này với thành tích 9,67 điểm. Huy chương bạc thuộc về Lee Kwai Long Kanvin đến từ Malaysia với 9,68 điểm. Em cảm thấy rất là vui mừng, rất là hạnh phúc và hy vọng rằng tấm huy chương vàng của em ngày hôm nay cũng như là tấm huy chương vàng của Thúy Vi và Phương Giang sẽ mang lại cho đoàn thể thao Việt Nam nhiều may mắn cũng như là mang lại cho bộ môn đầu su sự thành công. Tiếp bước Quốc Khánh, nữ võ sĩ USU Việt Nam Dương Thúy Vi với bài thi kiếm thuật đạt 9,70 điểm giành huy chương vàng một cách xuất sắc. Để có thành tích này, Thúy Vi phải vượt qua những đối thủ rất mạnh là Mariska Indonesia với 9,67 điểm và đồng đội Đặng Tiểu Bình 9,66 điểm. Những huy chương vàng SEA Games 31 là món quà vô cùng ý nghĩa mà các vận động viên của USU Việt Nam dành tặng cho khán giả cả nước và những người thân yêu nhất của họ. Ngoài những người yêu thương và những người hâm mộ Việt Nam thì đặc biệt là em muốn gửi tới ông ngoại và chú Vũ Văn Thường, trưởng bộ môn của em. Đều là những hai người, một trong những hai người rất là quan trọng với em. Em đáng lẽ là như mọi người mong mỏi là em hy vọng là sẽ, nếu mà hai người đấy với em có mặt ngày hôm nay thì em sẽ thấy ý nghĩa và vui hơn. Nhưng mà không sao, em nghĩ là hôm nay khi mà bọn em đã hoàn thành bài thì đã không phụ lòng. Hy vọng là chú và ông ở trên có thể nhìn thấy cái ngày hôm nay của bọn em. Ngày thi đấu ấn tượng của các vận động viên của USU Việt Nam khép lại với bài thi côn thuật nữ đạt 9,71 điểm của Hoàng Thị Phương Giang. Với điểm số này, Phương Giang đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng và chỉ cần giữ vững phong độ ở bài thi thương thuật diễn ra vào sáng mai 14 tháng 5. Hoàng Thị Phương Giang sẽ giúp nội dung thao lưu của USU Việt Nam lập hat-trick vàng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra. Hôm nay nhìn cái không khí trong nhà thi đấu thì rất là cảm ơn mọi người. Nhất là tình hình dịch bệnh các thứ mà mọi người vẫn có thời gian đến đây cổ vũ, mà rất là cảm thấy cái không khí trong nhà thi đấu rất là náo nhiệt. Mà như thế là có một cái cổ vũ tinh thần cho các vận động viên rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hy vọng mọi người có thể tiếp tục đến ủng hộ cái môn USU của mình. Huy chương vàng rồi thưa quý vị. Vận động viên đến từ phố biển Vũng Tàu Nguyễn Thị Thanh Trâm đã giành tấm huy chương vàng Curat ở kỳ SEA Games 31. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên mà các vận động viên thể thao thành tích cao Bà Rịa Vũng Tàu giành được cho đoàn thể thao Việt Nam. Thanh Trâm đã khóc vì hạnh phúc và khóc vì hành trình gian nan mà cô gái đến từ phố biển Vũng Tàu đã trải qua để có được tấm huy chương danh giá ngày hôm nay. Khi mà các đồng đội ở đội tuyển Curat Việt Nam đều thất bại trong việc tìm đường vào trận tranh huy chương vàng, mọi áp lực đè nặng lên Nguyễn Thị Thanh Trâm. Thế nhưng cô gái Vũng Tàu đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời. Thanh Trâm lần lượt đánh bại những đối thủ rất mạnh, đó là Parapathip của Thái Lan ở tứ kết, Estrella đến từ Philippines ở bán kết. Đặc biệt trong trận chung kết, trước đối thủ rất mạnh của Myanmar là Kyo, Thanh Trâm đã thắng bằng điểm khá lòng, điểm tuyệt đối. Giây phút trọng tài công bố chiến thắng thuộc về mình, Thanh Trâm đã không kìm nén được những giọt nước mắt. Cô khóc vì hạnh phúc và khóc vì cả những khó khăn, gian khổ mà mình đã phải trải qua trong suốt hành trình 7 năm đằng đẵng kể từ khi Thanh Trâm giành tấm huy chương đồng SEA Games 28 năm 2015 trên đất Indonesia. Em xúc động lắm. Thì 7 năm rồi không nghĩ là mình có thể đứng cao được như vậy. Và khi mà mình đấu cái hạng cân mà đối thủ cao và nặng hơn mình, to mình rất là nhiều. Ít ai biết, sau khi giành tấm huy chương đồng môn judo tại SEA Games 28, Thanh Trâm đã quyết định giả từ sàn võ do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Cha mẹ em ly hôn, sống mỗi người một phương. Thanh Trâm ở với bà ngoại, đã ngoài 70 tuổi, bị bệnh tiểu đường trong căn nhà trọ chật hẹp. Phải mưu sinh để chăm sóc, nuôi dưỡng bà ngoại, Thanh Trâm không còn thời gian để nghĩ tới võ thuật.
Thì Tâm đi làm cái học của nó, rồi về ai kêu cái gì thì nó làm. Một ngày, hai ngày nó cũng làm hết á. Nhiều khi mình nói thôi nghỉ mệt, còn đi làm chuyện khác đó, để con làm ai kêu gì thì con làm. 5 ngày, 3 ngày con cũng làm hết á. Làm như vậy để làm gì? Để phụ cho bà. Phụ tiền nhà, tiền đồ bà ăn uống. Tiếc cho tài năng của Thanh Trâm, huấn luyện viên Đặng Văn Tươi đã động viên và hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần giúp Thanh Trâm yên tâm trở lại sàn võ. Và hôm nay, tại đấu trường SEA Games 31, Thanh Trâm đã đền đáp lại công ơn của những người đã yêu thương, đặt niềm tin trọn vẹn vào mình. Cái hôm nay ngày cuối cùng là phải công nhận là những đơn vị khác là đều là mạnh hết, tất cả mạnh hết. Bằng chứng là thấy rất rõ là đội tuyển Việt Nam là rớt hết. Nhưng mà em Nguyễn Thanh Trâm của Vũng Tàu đã cố gắng lấy được huy chương vàng, phải nói hết sức. Tôi bây giờ là phải nói là vui vẻ lắm, không diễn đạt được. Huy chương vàng cũng là món quà vô giá và vô cùng ý nghĩa mà Nguyễn Thị Thanh Trâm muốn gửi tặng đến bà ngoại đang một mình ở quê nhà Vũng Tàu chờ đợi niềm vui từ người cháu yêu quý. Ngoại ơi, con làm được rồi. Quốc ca Việt Nam vang lên đầy tự hào, kiêu hãnh ở đấu trường SEA Games 31 trong ngày hạ màn môn Kurat, và trong bản hùng ca chiến thắng ấy, chúng ta thật tự hào và cảm ơn những nỗ lực của cô gái vàng trong làng võ thuật Bà Rịa Vũng Tàu, Nguyễn Thị Thanh Trâm.